Ngày 4 tháng 10, kính Thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco sinh khoảng năm 1181 tại thành phố Assisi, nước Ý. Là con trai của một thương gia buôn vải giàu có, Francisco luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền một cách tự do. Francisco rất được bạn bè quý chuộng vì ngài năng dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thết đãi bạn bè. Với tâm thức thích mạo hiểm và tìm kiếm danh vọng, Francisco Assisi đã sống pha chiến trận khi tuổi đời vừa tròn 20. Rồi Francisco bị bắt làm tù binh và bị bệnh rất nặng. Sau một năm, ngài được trả tự do và trở về nhà. Khi sức khỏe bình phục, Francisco lại cố gắng tham gia chiến trận với hy vọng sẽ trở thành hiệp sĩ. Nhưng trên đường tới chiến trường, Francisco nghe tiếng Chúa nói hãy trở về quê nhà Assisi. Nơi đây Francisco sẽ được cho biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Về lại quê hương, Francisco Assisi mới nhận ra mình đã phung phí quãng thời giờ quý giá. Ngài ý thức được rằng mình phải phục vụ Giê-xu. Francisco bắt đầu gia tăng cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh để trưởng thành trong đời sống tâm linh. Thánh nhân thường bố thí tiền bạc cho những người nghèo khổ. Có lần Francisco đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo tơi tả của một người nghèo khó. Francisco Assisi muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy. Francisco cũng chăm sóc những người bệnh hủi trong một bệnh viện gần đó. Dẫu vậy, thánh nhân vẫn cảm thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Thật dễ dàng hình dung được các người bạn quý phái cũ của Francisco giờ đây nhìn ngài với cặp mắt như thế nào. Cả thân phụ của Francisco cũng phải xấu hổ vì đường lối mới lạ của con trai mình, và ông đã đem Francisco tới cho Đức Giám Mục Giáo Phận Assisi, hy vọng Đức Giám Mục sẽ khuyên dụ được chàng thanh niên theo ý muốn của ông. Ai ngờ Francisco lại gửi trả cho thân phụ hết mọi thứ ông đã cho mình và tuyên bố rằng mình không thuộc về ông nữa. Và từ giờ phút đó, Thiên Chúa đứng ngự trên trời chính là người cha của Francisco. Thánh nhân đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Giám Mục Giáo Phận thành Assisi. Thánh Francisco Assisi là hiệp sĩ của Đức Mẹ người nghèo, và thánh nhân bắt đầu sống như một người hành khất. Lương thực mà Francisco dùng hàng ngày là những thứ người ta bố thí cho ngài. Nơi nào đi qua, Thánh Francisco Assisi cũng đều van xin người ta đừng phạm tội và hãy sám hối trở về với Thiên Chúa. Chẳng bao lâu, nhiều người bắt đầu nhận thấy người đàn ông nghèo khổ này sống thật thiết tha với Thiên Chúa, và họ đã xin được làm môn đệ của ngài. Đây là lý do mà đại gia đình dòng Francisco gồm các anh em linh mục, tu sĩ, nữ tu và dòng ba hình thành. Họ giúp đỡ những người nghèo khổ và rao giảng khắp nơi. Ngay cả sau khi hội dòng đã lan rộng ra khắp nước Ý, Thánh Francisco Assisi cũng luôn khuyên dụ con cái mình hãy cố gắng đừng sở hữu bất cứ của cải gì. Thánh nhân mong muốn các tu sĩ và linh mục dòng phải thực sự yêu mến đức khó nghèo như ngài. Thánh Francisco Assisi đã sống tin mừng cách hoàn hảo và rất vui tươi. Thánh nhân cố gắng biến đổi đời mình thành bản sao sống động giống Chúa Giê-xu, như một phần thưởng dành cho tình yêu lớn lao của Thánh Francisco. Chúa Giê-xu đã ban cho thánh nhân được mang năm dấu thánh của Chúa trên tay, chân và cạnh sườn ngài. Sự kiện này xảy ra hồi năm 1224, 2 năm trước lúc Thánh Francisco về trời. Về cuối đời, Thánh Francisco phải đau nặng, nhưng với tinh thần vui tươi, Francisco Assisi đã chào đón cái chết như một người chị. Thánh nhân đã xin anh em đặt mình trên nền đất và chỉ phủ một tấm áo dòng cũ. Sau đó, thánh nhân này xin anh em hãy yêu mến Thiên Chúa, yêu mến đời sống khó nghèo và hãy sống theo tinh thần tin mừng. Cha đã chu toàn bổn phận của cha. Thánh Francisco Assisi nói: "Xin Chúa Giê-xu giúp các con hoàn tất phần của các con." Thánh Francisco Assisi về trời ngày 3 tháng 10 năm 1226.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi qua đời, Francisco Assisi đã được Đức Thánh Cha Honorio thứ ba tôn phong lên bậc thiện thánh. Cuộc sống khó nghèo của Thánh Francisco Assisi là một dấu chỉ cho thấy những của cải vật chất đời này không làm cho chúng ta thỏa mãn và hạnh phúc được. Còn niềm vui đích thực thì phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa và mô phỏng đời sống mình theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nài xin Thánh Francisco Assisi chỉ cho chúng ta cách sống tin mừng vui tươi và giản dị. Đức Giáo hoàng Francisco đương nhiệm của chúng ta đã lấy tên của thánh nhân làm tên của mình trong triều đại của ngài, và ngài đã ban hành tông huấn đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng, đó là tông huấn niềm vui tin mừng. Ngài muốn cho các tín hữu khắp nơi trên thế giới hãy sống niềm vui tin mừng như cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cũng hãy cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta.
lại bản thân.